Ok luôn anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Phần đầu clip này, như thường lệ tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới anh em Trần Đức Trung, anh em Phạm Tuấn Minh, anh em Công Huy, anh em Huỳnh Hoàng Anh, anh em Quân Chu, anh em Minh Đặng, anh em Hoàng VM và cuối cùng là anh em Hùng Phan. Cảm ơn các anh em đã tiếp tục gia hạn hội viên ở trên kênh để hỗ trợ tôi, giúp tôi có một cái nguồn thu nhập cố định và ổn định hàng tháng. Cảm ơn toàn thể các anh em rất nhiều. Anh em thân mến, trong cái video clip ngày hôm nay tôi làm như một cái món quà tri ân gửi tới anh em Minh Quang, thay cho cái lời cảm ơn của tôi đến những cái sự đóng góp của anh em Minh Quang trong suốt cái khoảng thời gian 1 năm vừa qua. Mặc dù là anh em Minh Quang hiện tại là không còn chơi Auto Chat nữa, nhưng mà anh em Minh Quang vẫn đang ủng hộ kênh bằng cái gói hội viên hàng tháng. Tôi xin được cảm ơn anh em Minh Quang rất là nhiều. Và hy vọng là trong cái thời gian sắp tới anh em Minh Quang vẫn sẽ ủng hộ kênh như cái thời điểm hiện tại. Anh em Minh Quang nhá, cảm ơn anh em Minh Quang. Và trong cái video kỷ niệm ấy thì anh em Minh Quang cũng có yêu cầu là muốn được xem tôi chơi một cái line up tối thượng 12 con. Ok, nên hôm nay tôi sẽ cố gắng tôi làm nào để tôi có thể là chơi được một cái line up lên được level 12 anh em nhá. Trong trận này thì có thể là tôi sẽ chơi mết 5 rồng. Trận này có con rồng 5 đô nên là tôi sẽ hướng tới cái bộ đó. Đấy, không biết là có được không nhưng mà cứ thử xem. Ok, rồi có vẻ như là khởi đầu nó khá là ok đấy. Một cái khởi đầu thuận lợi, nhưng mà cái chính là nó phải ra human anh em ạ. Chứ còn nếu có một cái khởi đầu thuận lợi mà nó không ra human thì cũng rất khó khăn để có thể lên được level 12. Level 11 đã khó rồi. Ở trong cái meta hiện tại thì lên level 11 nó cũng đã khó rồi đấy anh em ạ. Meta hiện tại là gì? Là meta đánh nhanh. Meta của những cái lineup giữa game. Ví dụ như là Shaman này, ví dụ như Beat này, đấy, Witcher. Tất cả những cái lineup mà đánh ở level thấp, Hyperone. Hoặc là có thể chơi ở level cao nhưng mà form bài sớm, tức là form được đội hình sớm. Đấy, có rồng này, bán súng đi thôi. Con này bán súng đi thôi. Như này đi. Chơi cái bộ 5 rồng ấy, giữa game nó khá là sợ những cái bộ fake. Bộ fake là một này, thứ hai là bộ Shaman cũng khá là sợ đấy nhá. 5 rồng mà gặp Shaman giữa game thì khá là đáng sợ. Nhưng mà lead game thì không sợ nữa. Lead game nếu mà trong trận đấu có rớt ấy thì không sợ Shaman đâu. Nó rớt nó giật một phát nó chết hết mà. Nhưng mà phải ra được rớt 2 sao có RO. Đấy, 5 rồng ấy nó chỉ sợ Shaman ở giữa game thôi, chứ còn cuối game thì không sợ. Ui, round này có thua không? Nhưng mà cái con Heaven Bomber của tôi nó đang được bắp giáp, tôi nghĩ là không thua đâu. Gặp cái thằng này là cũng khỏe đấy, nhưng mà may quá cái con được bắp giáp lại chính là con Heaven Bomber. Thế ngon rồi. Trận này nó ra con tư tế sớm nhá. Nhưng mà thôi, chơi tư tế thì khỏi phải lên 12. Chơi lên level 12 thì nó chỉ có hai layup thôi, một là Clive. Đấy, Clive kết hợp với mết đánh ở level 9, 3 mết, 3 mết 6 Clive, 6 human. Và cái bộ 6 mết kết hợp với cả 6 human đánh ở level 9. Mà hiện tại tôi vẫn chưa thấy cái con human nào nó ra. The Saw chưa ra. À, ra được cái con Flame rồi. Flame ra được hai con rồi. Con này mà lên được 2 sao thì cũng rất là ok luôn. Giai đoạn đầu game. Rồi, chúng ta có những cái chiến thắng nhưng mà không có công nghệ mech. Không có công nghệ mech và cũng không có sách human. Tôi sợ là nếu mà những cái đội hình như này ấy, nó sẽ không giữ được chuỗi lâu đâu. Bởi vì cái thời điểm sắp tới nó sẽ là gặp Hunter, nó sẽ là gặp những cái bộ beat thì rất khó chơi. Đây rồi, ba rồng này. Ok, cứ ba rồng như này giữ chuỗi cái đã. Lên level thì cũng chưa cho human được vào.
chỉ như này thôi. Ba goblin, ba goblin kết hợp với ba dòng chưa có mết. Ok, ra mặc dù là ra con rồng sớm, mặc dù là ra human rồi nhưng mà tôi vẫn chưa thể cho vào được. Nếu mà cho vào thì sẽ mất chuỗi ngay. Đang có con Heaven Bomber và con Skybreaker 2 sao. Chúng ta phải tận dụng hai con này. Có lẽ là phải lên level 7 tôi mới có những cuốn sách đầu tiên. Rao quái sẽ có cuốn đầu tiên. Sau cái rao quái thì lên 7, sau đó thì chúng ta sẽ mua ra một cuốn sách thôi. Trận này khó đấy. Kiểu human không ra ấy, human không ra, ra con ngựa ấy, ra sớm thì mới chơi được 6 human sớm. Còn chơi kiểu này thì chắc để chơi 3 human xong rồi tích sách dần thôi, chứ không chơi theo cái kiểu là 6 human xong rồi xả tiền để dùng sách để up cấp được. Khó đấy. Trận này không rôn náo đâu. Trừ khi là ra được 4 con Clive sớm, 4 con Clive trong đấy phải có con ngựa. Mặc dù không có rồng nhưng mà cũng phải có ngựa. Ngựa ra sớm trong tích đam thì may ra là chúng ta mới chơi kiểu đấy được. Chứ còn chơi kiểu 6 human nó khá là yếu nếu mà không có 2 sao. Còn bây giờ mà ra chỉ cần một con Akali 2 sao thôi thì sẵn sàng là chơi 6 human luôn. Đấy. Nhưng mà không có con nào cả. Rất khó. Ok. Vậy chúng ta thành công giữ chuỗi đến grab quái. Tuyệt vời. Hy vọng là sẽ sau grab 11 sẽ tiếp tục giữ chuỗi. Rồi, cái round này thì sẽ kiếm cuốn sách thôi. Ba mét kết hợp với cả ba human và hai con 2 sao. Round này cũng có thể bán tròn tiền nhé. Round này bán tròn tiền nhưng mà tôi phải tính xem là round sau gặp ai đã. Vậy là chúng ta chưa gặp Hihe. Hihe chơi gì? Glacier. Kẹp cá, Glacier có kẹp cá nhá. À, vậy là round sau khả năng là sẽ phải up cấp. Đánh cho nó cẩn thận. Chết rồi. Đồ này không dùng đến à. Biết thế lấy cái tăng mana cho đồng đội. Cái sừng. Ra này up cấp cho Goblin vào. À không, ba dòng. Cho ba dòng vào. Thôi, Goblin không cần. Đợi bao giờ lên 2 sao rồi cho vào. Còn bây giờ tôi sẽ lấy những cái cuốn sách thôi. Ơ, thằng này bỏ cá rồi này. Có vẻ như là đang có ý định là chơi Shaman thì phải. Shaman hay là Glacier. Đây à, bây giờ tôi đã ra được những cái con ở trong bộ human. Nhưng mà những cái con này bây giờ cho vào thì đội hình nó sẽ khá yếu. Trận này có nhà beat khá là to nhá. Mà khả năng là nếu mà tôi gặp nhà beat thì tôi sẽ mất chuỗi luôn ấy. Thật sự là gặp thằng beat kia thì chắc là không ăn được đâu. Tôi xả tiền form thì cũng chưa thể form được. Đồ không có. Thôi, cầu trời khấn Phật cho không gặp thằng top 2 thôi anh em ạ. Gặp top 2 bây giờ là mất chuỗi. May quá, vẫn chưa gặp. Đừng có cho gặp thằng top 2 nhá. Cố gắng sau round 15 đi. Giữ cái chuỗi này đến sau round 15 cái đã. Đang thọt tiền anh em ạ. Tiền đang hơi bị thọt. Đang ôm nhiều thứ quá. Ở phía dưới mà không có được 6 human. Mỗi round kiếm một quyển sách và một cái chiến thắng đã. Hồi hồi tiền tí, cho cá hồi tí. Rồng này. Cầu trời khấn Phật, đừng có gặp cái thằng top 2.
Gặp thằng Tua hai sớm, nó sớm là chúng ta thọt tiền luôn. Bộ này chơi ở level 9 cơ anh em ạ. Khó chơi phết đấy. Bây giờ mới level 7, lên level 9. Nó còn khuya mới lên level 9. Nếu mà không lên được level 9 thì ít ra thì cũng phải cho được mấy cái con mà bắn trưởng mạnh như là con Thunder chẳng hạn ấy. Bây giờ vẫn chưa ra con nào ấy. Và tôi đang hơi lo lắng về cái việc là cái trận đấu này liệu rằng chúng ta có thể lên được level 12 không. Khó đấy. Bây giờ lết lên được 11 cũng đã khó rồi. Tức làm sao đủ 11 quyển để lên 11. Mà đấy là 11 quyển là chúng ta phải chơi kiểu tiết kiệm ấy. Tức là áp cấp lên level 10 ở round 23 hoặc là 27. Assassin luôn. Chắc là tầm này vẫn ăn được thôi. Con ốc có bị khóa mõm à? Ok, một round nữa thôi, cố lên nào. Vẫn đang có những cái cuốn sách. Một round nữa thôi. Chỉ cần lốt cái round này là sau cái round quái là tôi sẽ có đủ 50 tiền. Gặp thằng 6 bit chịu luôn. Thằng này bây giờ nó mới còn đánh ở level 6 đấy anh em ạ. Ui dồi ôi, một con Fallen 2 sao lên 7 rồi. Hỏng rồi. À không, không, nó vẫn đánh ở level 6 á. Ơ, thế thì ngon. Tức là nó định liều lốt cái round này đúng không? Nó tính là cái round này nó sẽ không gặp tôi nên nó đánh lốt. Đánh lốt cái round 14 này. Hy vọng là gặp nó luôn. Đấy, nó lại bỏ bit ra, nó bỏ 6 bit thôi. Không gặp. Ok. Ơ kìa. Ủa, chắc là vẫn ăn được đúng không? Ăn được, ăn được, ăn được, ăn được. May quá anh em ạ. Rồi. Gấu này. Hồi được một tí rồi. Sau cái round 15 chúng ta sẽ có 50 tiền. Mà hiện tại vẫn chưa có đủ human. Xếp lại bài để đép cái đáp quái. Đội hình này hơi mỏng anh em ạ, hơi sợ. Mà tôi nghĩ là 3 rồng thì có thể là vẫn ăn được quái đó. Nhiều khi nhá, có chuỗi vàng nhưng mà lại lọt quái, thế mới đều. Có nhiều trận như thế mà. Do đội hình nó kiểu nó không có tăng cơ ấy. Đam thì gây ra thì nhiều nhưng mà không có tăng cơ. Đội hình không có tăng cơ bị mấy con chó nó sộc vào nhanh quá. Đó. Trời này không biết có thằng nào chơi 5 rồng không. Ui dồi ôi, đổ với cả đạc. Chán đời thật sự luôn ấy. Thề hai món đồ không dùng được thì thôi chịu rồi. Đó. Phải cứt. Ui ôi. Cái điếu nào. Hỏng rồi. Đổi không có một cái món đồ là dùng được luôn anh em ạ. Điều thế này. Thế nó mất chuỗi rồi. Khó quá. Tóc xoay ạ. Giữ được chuỗi không? Con orc nó bắp vào con rồng. Điên thế nhỉ. Chuyện này cứ thế gãy gãy kiểu gì ấy, anh em ạ. Không có đồ chết toi. Hỏng thật sự luôn ấy. Thề cái giáp xoay ấy, thì tí nữa sớm mượn gì cũng lại bán thôi. Nó xoay dùng làm gì đâu. Khổ thế chứ. Chuyện này tôi sẽ không kích wizard bởi vì là có rồng riu rồi. 5 rồng riu thôi. Chơi 5 rồng riu thôi. Không có cái con rớt thì không cần kích wizard để làm gì cả. Wizard chủ yếu là để kích để lấy cái gót thôi. Nhưng mà không có thì thôi.
không có rớt. Rồi, xác định mất chuỗi anh em nhá. Gặp thằng này thì đương nhiên rồi. Không có cái cửa nào cả. Không có đồ mà. Giá như mà nó làm cái xích ấy anh em ạ. Nó là cái xích thì ăn được. Nhưng mà khó cũng khó, xích cũng chả ăn được đâu. Này to quá rồi. Ui mẹ ơi, nó đấm tôi kìa. Từ 100 máu đẩy 15 máu luôn. Ra này. Khó chơi phết đấy. Bây giờ mới ra đủ 6 human nhưng mà không dám cho vào. Cái vấn đề là bây giờ cho vào ấy thì nó cũng vẫn yếu. Yếu mà đánh thua thì cũng đâu có sách giết gì đâu. Đánh thua cũng chả có sách. Cay cái chỗ đấy. Bây giờ đánh thắng thì được một quyển sách thôi. Nhưng mà phải thắng. Chứ còn nếu mà bỏ 6 human vào đánh thua thì không có sách đâu. Thằng này còn kẹp 6 cá. Đánh vãi cứt luôn. Thế à, tính toán là gặp mình bỏ 6 cá vào. Này thì 6 cá với chúng tôi. Ghê nhờ. Sợ phết, giật cả mình. Là con orc nó ở phía trên nó tăng khá là lâu. Do cái giáp xoay. Giáp xoay nó cũng đã phát huy cái hiệu quả của nó. Đấy là chống lại cái nhà 6 cá đây anh em ạ. Được đấy. Thế tôi có thể tôi sẽ giữ lại cái giáp xoay này. Để làm cho một cái hàng ở phía trên nó trâu một tí. Trâu thêm một tí nữa. Hàng phía trên mà trâu thì 6 cá nó không ập được sang cái phía đằng sau thì là rất là ok. Trừ khi đối thủ có Blink thôi. Chỉ sợ đối thủ bớ linh vào cái hàng đằng sau bớ vào thì khá là nguy hiểm. Chính ra giáp xoay cho con orc này cũng rất hay. Rất trâu luôn. Anh em thấy con orc trâu thật sự. Tất cả đam nó dồn vào con orc vẫn vô tư. Đấy rồi. 6 human cái này. Đấy. Sau round này là chúng ta sẽ có 11 quyển. 11 cuốn sách. Chúng ta sẽ có 11 cuốn sách và chúng ta sẽ lên được level 11 là chắc chắn rồi. Chúng ta sẽ lên được level 11 ở round. Chắc là còn rất lâu nữa. Round 27. Tôi nghĩ là 27 thôi, chứ còn không sớm hơn được đâu. Ít nhất là round 27. Còn round 23 thì nó lại sớm quá. Không kịp. 27 lên được 11. Nếu mà suôn sẻ thôi nhá. Còn sau đó 20 này là bọn nó sẽ rất mạnh. Tất cả bọn nó đều form được đội hình khá là nguy hiểm. Ok. Đây rồi. Cuối cùng thì cũng đã ra một cái đồ mà có thể tung được trưởng. Ok, giờ lên level 9 luôn. 6 human kết hợp với 6m đánh ở level 9. Tuy nhiên là cái đội hình này tôi đánh giá không cao ở cái giai đoạn này lắm. Hên hên gặp cái thằng nào cực yếu thì may ra mới ăn được. Đấy, gặp ngay thằng Lâm Rồng luôn. Thế thôi chịu. Được không? À được. Vãi đái ăn được ạ. Ảo thật. Tôi chơi còn chưa có Lâm Rồng tôi ăn được thằng Lâm Rồng. Điều thật sự. Không thể tin được cái pha vừa rồi ăn được thằng Lâm Rồng luôn. Bây giờ tôi cũng có Lâm Rồng rồi này. Ok, vậy là chúng ta cho Lâm Rồng vào nhỉ. Hay vẫn tham một tí. Tham một round nữa thì có làm sao. Khó đấy. Bây giờ mà round này mà ăn được nữa thì cơ hội lên được 12 là rất cao. 4 cuốn. Gặp beat khó rồi. Thằng này chịu không? Không ăn được. Không ăn được chịu à?
Nó mà là lăm rồng thì ăn được, nhưng mà lăm rồng phải có con già hai cơ, chứ còn tầm này thì không ăn được con này đâu. Ủa nó đẩy kìa. Này xanh nhở. Đấy, cái thằng Beat khá là xanh. Chuối cộng 9 rồi. Level 9 50 tiền là sắp dí lên 10 rồi. Tôi cái round này vẫn chưa được. Muốn đổi một cái đồ tím nữa nhưng mà chưa đủ, thiếu một đơn vị. Round này chắc là tôi sẽ lên 10 luôn. Cắm sắc này lên 10 đi. Ok, năm rồng vào đã. Mỗi round xin một quyển sách thôi. Chắc chắn là ra quái chứ. Ôi dồi ôi, vừa mới chuyển năm rồng thì gặp ngay con sáu cá. Điên rồ thật sự. Thảo à. Thằng này nó tính chuẩn phết nhỉ. Tính gặp tôi tính chuẩn phết đấy. Gặp năm rồng kẹp sáu cá vào. Chứ thằng này nó cũng chả dại gì mà nó kẹp cái kiểu đấy đâu. Chắc chắn là nó không phải là kẹp kiểu vớ vẩn đâu. Đây nó là cái người chơi hay đấy. Bởi vì bây giờ mới ra 23, 24 thôi mà còn rất nhiều những cái nhà đam tay, đặc biệt là cái nhà Beat. Chắc chắn là không thể nào mà nó có thể nó kẹp láo được rồi. Đấy, nó sẽ phải có cái tính toán làm nào để kẹp vào counter và lăm rồng, sợ thật. Nó sẽ có chuyển sang bộ cá và nó sẽ chuyển sang là cái bộ Feather để đánh với Beat thôi. À, trận này nhiều mết anh em ạ. Hóa ra là đại chiến năm rồng à. Ồ, thế đâu phải một mình tôi đâu. Nhiều người chơi mết quá. Rồi, sau này chúng ta sẽ lên được level 11. Ok. Mấy cái rau quái này chúng ta lại kiếm tiếp sách để lên 12 nhá. Như đã hứa với anh em Minh Quang là sẽ cố gắng để lên 12, mặc dù bây giờ thấy có vẻ cái con đường nó khá là chông gai đấy anh em ạ. Khó đấy. Và tôi vẫn sẽ để những cái rau quái, tôi sẽ tận dụng những cái rau quái để kiếm ba cuốn sách. Cái thằng mà cùng chơi năm rồng nó đã có một con già 2 rồi. Năm rồng 6m đã có già 2. Khá là căng đấy nhá. Chúng ta đương nhiên là chúng ta cũng sẽ phải là năm rồng vào rồi, chứ không thể nào có thể chơi là 6 human được đâu. Tầm này thì không thể 6 human được nữa rồi. Vì không ăn được ai đâu. Chắc chắn phải năm rồng. Nhiều khi năm rồng vẫn còn thua ấy. Cá lồng này. Rồi, lấy cái nhân ma thuật này bắn trưởng cho mạnh. Con đường lên level 12 nó còn rất lâu, rất xa nữa. Chúng ta mới được có khoảng chưa được 1/4 con đường. Chính xác là được 1/5 cái con đường ấy thôi. Chúng ta cần 15 quyển. 15 quyển để lên level 12. Hiện tại mới lấy được 3 cuốn đầu tiên. Đấy. Rất khó đấy nha. Đổi một cái đồ tím nhưng mà chưa đủ. Tôi sẽ không đổi cái giáp xoay đâu. Cái giáp xoay tôi lại thấy bây giờ lại cần. Bây giờ mà vứt cái giáp xoay này đi thì chúng ta sẽ bị lỗ, nên là tôi không muốn đổi. Rồi, gặp lại nhà Beat. Giờ chúng ta là 5 rồng. Ok. Thế thì có lẽ là sẽ ăn được. Ăn được không? Còn một con thôi. Trâu thế nhở. Ủa, cô lần trâu thật sự ấy. Có giáp xoay ạ. May con flame nó kết liễu cho. Bây giờ mỗi round chỉ được một cuốn thôi. 3 round chúng ta sẽ được 3 cuốn.
Cái thằng Assassin phía dưới nó cũng kẹp 4 cá rồi. 4 cá, 4 bit à? Tất cả bọn nó đều kẹp cá vào để counter rồi. Giờ chắc là ngắn những cái thằng kẹp cá thôi, chứ còn những cái thằng mà không kẹp cá thì không sợ. Con này tôi cũng cần này, linh hồn nửa. Rồi, Assassin đi luôn không? Này, đi luôn hả? Ok. Ui, không mua kịp rồi. Đen đấy nhở. Đáng định mua con linh hồn nửa. Tôi sẽ đổi đồ nha anh em nhé, đổi đồ tím. Đồ chán thế. Đang đầm không? Đã lấy được cái gì? À, lấy được cái BKB. Lấy được BKB để đánh với nhà mết. Ok. Thôi được. Cũng cần, quan trọng phết đấy. Con này đi. Cho con Phantom Queen nó có khả năng không bị khống chế. Thực ra cái con game này ở late game thì cái sức mạnh nó từ những cái khống chế anh em ạ. Chứ còn nó cũng không hẳn là từ đam đâu. Khống chế mạnh thì vẫn ăn được. Vừa linh giữa mặt con rồng luôn ạ. Cay thật. Đã có người ra đi rồi. Chính là cái nhà chơi mết đúng không? Vô vẩn vẫn ăn được này. Quá tuyệt vời. Nhưng mà không có sách. Cái round vừa rồi chúng ta đã ăn được con Velomancer trong bộ Glacier. Sau đó kẹp với cả cá vào mà tôi vẫn ăn được. Liệu rằng chúng ta trận này có thể kéo dài để lên được 12 không nhỉ? Hiện tại là bây giờ đối thủ khá là mạnh luôn. Một thằng chơi là fake thì chắc chắn là tôi sẽ không thể ăn được rồi. Bây giờ đánh chỉ đánh khéo để những cái round fake ấy, chúng ta mất ít máu thôi anh em ạ. Ví dụ như cái round này chúng ta sẽ gặp fake này thì đánh khéo một chút để cho đỡ mất máu. Đến cái round gặp beat thì chúng ta mới cho 5 rồng vào thôi. Mặc dù muốn đánh khéo lắm rồi đấy, nhưng mà cá lủa thật sự rất đau. Nếu mà bây giờ không có ra con già 2 sao thì tôi nghĩ là vẫn chưa thể nào mà có thể ăn nổi. Mà kể cả ra được già 2 thì tôi nghĩ là cũng sẽ không ăn nổi cái bộ 6 cá này đâu. Chỉ là giữ máu thôi anh em ạ. Và hiện tại chúng ta vẫn đang làm tốt với cái việc là giữ máu. Rồi, ra này chúng ta sẽ kiếm human cái đã. Còn những cái con ở phía trên này thì hiện tại chưa có slot thì tôi nghĩ là chúng ta nên lóc lại. Hay là bán con ọc đi. Ok. Chả cần lóc lại. Tí nữa kiếm cái con mết khác. Tôi đang hướng tới là cái con rồng mết cơ. Chứ còn không chơi ọc làm gì cả. Tí nữa ra rồng mết thì chúng ta còn thay được một con rồng ra nữa, thêm được một slot. Ra con rồng 5 đô thì chắc là tôi sẽ bỏ con dơ so ra. Rồi. Ra này chúng ta sẽ có 3 cuốn sách nữa. Bây giờ mới ăn được có 9 cuốn thôi. Ok, già và con sở tôm Saman một lúc nó lên được 2 sao luôn. Đây, cái đồ đi. Đồ chắc là cho giá hết rồi. Đấy, xong chúng ta lại cho con này vào. Mết 6 mét. Ok. Con này vào. Nếu mà bây giờ cho Light Spirit vào thì chắc là thay cho con Phantom Queen thôi. Ok, tôi nghĩ được rồi đấy.
Nhà tiếp theo chúng ta gặp là nhà Beat mà. Tôi nghĩ là nếu mà già lên 2 với cái Roo này thì cũng không ngán Beat lắm đâu. Cũng sẽ giải tán đám đông nhanh thôi. Tuy con già này nó hơi thiếu đồ nhưng mà bù lại nó lại có hai cái nhẫn cộng 50% đam. Sát thương ma pháp đến từ hai cái nhẫn là rất to nhá. Ok. Combo rất đẹp nhưng mà vẫn còn Fallen Witcher có BKB luôn. Ăn nổi không? Tôi nghĩ là ăn được. Vẫn còn flame, vẫn còn rồng mập thì là sẽ ăn được thôi. Rồi, cuối cùng thì tôi cũng lết được 15 quyển này. À, được một lửa này. Ok. Hiện tại là chúng ta cần 7 quyển nữa thôi. 7 cuốn sách nữa. Lão quái là 3 sách rồi. Trên thực tế là 7 trừ 3 là chỉ còn cần 4 hiệp thắng nữa. Hy vọng là có thể thắng được. Nhưng mà cũng rất khó. Thắng thì cũng chỉ thắng được Beat thôi. Chứ còn gặp 6 cá thì vẫn toang. Đấy. Khó đấy. Gặp 6 cá vẫn toang. Và chỉ có thể là chiến thắng thì không thể, nhưng mà giảm cái sự mất máu bằng cái việc là chúng ta xếp bài thôi anh em ạ. Thằng này nó hiện tại là gặp cái bóng. Thằng này tính toán khá chuẩn đấy nhá. Thằng này tính khá chuẩn đấy. Nó gặp cái thằng Trung Quốc là nó vẫn để phe giờ. Cái bản chính của nó vẫn để phe giờ chứ nó không chuyển sang cá. Đến lúc nó gặp cái bản chính của tôi thì nó mới là chuyển sang cá. Đấy. Đánh kinh phết đấy. Để ý từ đầu game rồi anh em ạ. Rất là tỉnh táo luôn. Chuyển qua chuyển lại giữa cái bộ Feather và cái bộ 6 cá. Nó chuyển qua chuyển lại nhưng mà nó vẫn thua. Tại sao lại thua? Là bởi vì là bên kia Fallen Witcher nó khỏe. Cái tầm này sống được đến late game thì cái bộ đấy nó khỏe rồi anh em ạ. Cái bộ mà Fallen Witcher kẹp với cả Beat nó có đủ đồ thì nó rất khỏe. Rao này lại gặp cái thằng 6 cá này. Xếp bài cẩn thận. Nguy hiểm lắm. Thằng này nó chỉ cần có cái bờ linh nó bớ đằng sau là chết toi luôn. Ủa may quá. Rao này chúng ta lại gặp cái nhà này. Thế thì không ăn được nhưng mà chắc là cũng mất ít máu đâu. Mặc dù là đung trúng con Fallen rồi. Nhưng mà Fallen này trâu quá. Khó. À được không? Không được, không được. Lòng một con thôi, không sao. Còn 50 máu không à. Ở bên kia tôi lại gặp cái bóng của cái thằng 6 cá. Và nó lại ăn được tôi. Mà chắc chắn là nó sẽ ăn được thôi. Thì câu chuyện là chắc chắn là nó sẽ ăn được. Thunder lên 2 sao này. Round này chúng ta lại gặp lại cái thằng đấy một lần nữa. Đó là nguy hiểm. Đấy, Berlin tiếp cận ở phía dưới. May chuyển vị trí con già đấy, cũng chết toi. Nó có già kìa. Quẹt được phát lửa không? Được, 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 được. Rồi. Còn 2 con thôi. Trận này chỉ có mượn dao giết người thôi. Đợi cái thằng Beat. Thằng Beat nó xử tôi cái thằng đấy. Tôi chịu rồi. Tầm này thì chịu, không đánh được nhà 6 cá đâu. Tiếc có cái rao quái vừa lấy tôi bán hết human rồi. Nên là rao quái này chúng ta chỉ lấy được một cuốn sách thôi. Khó nhỉ, lên nổi 12 trận này không? Khó chịu thật.
kéo dài ra 35 này thì con Fallen nó sẽ phải gọi là cực khỏe nhá. Nếu mà nó lên được Fallen 3 sao nữa thì cũng không biết cái chuyện gì xảy ra đâu. Đánh rất căng đấy. Trận này thực cực kỳ căng thẳng luôn. Cái thằng top 3 cũng không phải là một cái đối thủ mà dễ ăn được đâu. Nó chuyển qua chuyển lại giữa những round, tính round chuyển qua chuyển lại rất là khéo léo luôn. Mình cũng phải làm cái trò đấy thôi, cũng không biết làm nào luôn. Bây giờ gặp thằng nào thì counter thằng đấy vậy. Chỉ cần giữ được máu trước khi khi chúng ta chết là được mà. Tức là chúng ta chết sau đối thủ. Ok. Sau này cứ để 5 dòng nhỉ. Cho con Doom vào. Như này đi. Chỉ 3 mét thôi vậy. 3 mét thôi. À nhưng mà như này thì không có sách. Vấn đề là nếu mà như này thì lại không có sách nhỉ. Không có sách thì sẽ không lên được 12. À, trận này không dám mạo hiểm để bỏ human vào anh em ạ. Đành phải đến rau quái rồi kiếm thêm 3 cuốn sách nữa thôi. Biết làm nào. Cái rau này gặp thằng Beat thì tôi bắt buộc phải có Doom. Rồi, Doom ngủ thế, Doom một con gấu ạ. Chịu. Nói chung là giữ máu thôi. Ôi rau mất một con thôi được rồi. Lọt một con thôi được rồi. Đừng có lọt hai con, lọt một con thôi. Giời ơi, lọt hai con ạ, cay nhỉ. Đấy, nhưng mà ở bên kia, ở phía đối diện thì thằng săn kia bị đẩy rất là kinh khủng luôn. Bỏ con rồng Aegis ra. Chúng ta sẽ có 6 mét. Như này sẽ có human này. Có Doom của human. Cái thằng Beat hiện tại nó đang đấm cái thằng săn. Cái thằng săn Mickey kia. Nên chúng ta có thể mượn dao giết người được. Ok. Rồi. Mặc dù là nó hóa nhưng mà lần này có vẻ như là đẹp hơn rồi. Ok. Rồi. Hay. Ăn được này. Ăn được đấy. Ăn được đấy. Hay quá. Trong khi đấy ở cái sân đối diện thì thằng săn nó lại ăn được tôi. Tất nhiên là tôi sẽ không để nó đẩy nhiều máu đâu. Chuyện này đánh cực kỳ khéo luôn ấy. Ok. Nói chung là gặp cái bộ 6 cá là phải đánh kiểu rất là khéo luôn. Gặp cái bộ 6 cá phải xếp bài, phải lé hết cái hàng đầu tiên ra. Không là nó lổ cho một phát thì toác đầu luôn. Cho Storm Shaman với cái giáp xoay ở trên thôi anh em ạ. Rồi. Đấy, thế thôi. Ủa, mẹ nhìn trông kìa, nó đẩy kìa. Ui, 4 con kìa. Ngọt hơi nhiều ấy. Căng. Mà tôi vẫn còn 22 máu. Không sao, cái thằng săn round tiếp theo nó sẽ gặp thằng Beat thì nó cũng sẽ đi thôi. Round tiếp theo tôi cũng sẽ gặp thằng Beat. Rồi, chúng ta sẽ cho 5 dòng vào. Làm content mệt thật sự. Anh em Minh Quang quả này luôn làm content của anh em Minh Quang đúng hết hồn luôn. Anh em cũng có thể thấy là chật vật để mà lên được 12. Giờ chưa lên được đâu. Vẫn phải đang tận dụng. Ok. Doom chán nhỉ. Doom không bao giờ Doom trúng nữa con Fallen. Nhưng mà chắc là ăn được thôi. Chắc là ăn được thôi. Chắc là ăn được thôi. Vẫn còn già. Vẫn còn già. Vẫn còn già. Rồi. Rồi đấm chết được cái thằng săn chưa. Đấm chết đi chứ còn gì nữa. 9 máu. Ui rồi ôi, vẫn để nó sống á. Vẫn còn 2 giọt. Chán đời bạn. Bây giờ chỉ có thằng Beat được giết được thôi anh em ạ. Tôi chịu. Trận này nó, nói chung là cái giai đoạn này nó là cái giai đoạn kiểu chơi kiểu sinh tồn ấy.
thằng nào mà thằng đấy mà lì hơn, thằng nào mà giữ máu được tốt hơn thằng ấy thắng thôi. Chứ còn tôi cũng có thể thua đấy, tôi có thể tôi đấm chết cái thằng Beat trước, cái thằng thằng top 3, thằng săn Mickey kia. Và cái việc mà tôi, nếu mà tôi đấm chết thằng Beat thì có nghĩa là thằng Beat giữ máu kém hơn, thì cái thằng săn chắc chắn là nó top 1. Nhưng mà trong cái trường hợp mà tôi cố gắng làm nào để cái thằng Beat nó mất ít máu và tôi cũng mất ít máu, khi mà cái thằng Beat nó đấm chết thằng Mickey thì chúng ta có thể vô địch được. Lý thuyết thì là như thế. Rồi, lên được 12 nhá. Ok. Bởi vì chúng ta lên được 12 nên là 5 dòng. 5 dòng 6 mét. đồ hơi chán nhỉ. Thôi rồi, cho con Doom vậy. Ok. Này thì Beat với chúng tôi. Ok. Ok. Rồi. Đúng rồi, đấm chết một con nữa đi. Hay. 17 máu. Tất nhiên là bên kia tôi vẫn thua nó. Càng phết nhỉ anh em nhỉ. Rồi. Và cái round này là cái round mà cái thằng Mickey nó sẽ gặp thằng Beat. Chết chắc. Thằng Mickey chưa gặp thằng Beat đúng không? Thằng Mickey chưa gặp thằng Beat. À không, thằng Mickey gặp thằng Beat rồi anh em ạ. Ồ vãi cứt. Round này là nó sẽ gặp tôi. Round này nó sẽ gặp tôi đấy. Ok. Tất cả chỉ là sinh tồn thôi bạn ơi. Xem là ai giữ máu được nhiều hơn. Một da quẹt. Ủa càng đấy. Một phát lửa. Một phát lửa. Quá tuyệt vời. Vẫn còn 15 máu. Vậy là ra sau cậu chết chắc. Quá tuyệt vời luôn anh em ạ. Tí nữa kẹp 4 đá vào luôn. Sợ gì vết bẩn. Rồi xong rồi. 4 đá vào không nhỉ. 5 rồng này. Tôi nghĩ là vẫn phải để con Doom. Không. Đây. 4 đá. Hợp lý. Vẫn thừa mết mà, thừa một con mết. Rồi. Xong rồi đấy. Bây giờ là kết liễu. Bây giờ là kết liễu. Chắc chắn là thằng Mickey đi ở round này rồi. Chỉ là solo với cả cái thằng Fallen thôi. Dính Doom bạn ơi. Làm sao, làm sao, làm sao. 17 máu đi luôn không? Đi luôn thì tốt. Đi luôn thì tốt bạn ơi. Đi luôn thì tốt. Đi luôn thì tốt. Đi luôn thì tốt. Ơ đừng im luôn. David đừng im luôn ạ. Xong rồi. Xong rồi còn gì nữa. À u, đấy, đấy là cái bóng. Đấy là cái bóng anh em ạ. Vậy đây là cái bản chính. Quá tuyệt vời luôn. Thôi xong rồi. Giờ roll thủ tục rồi. Chả để làm gì. Kiếm con Velom. À con Calong. Calong lên được 2 sao thì tốt. Ê ui, có trứng, có trứng, có trứng, có trứng. Kịp, 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 kịp. Đây. Rồi, không cần 4 đá đâu. 2 đá thôi. Để đấy ca lông nó xử. Đứng im luôn. Nếu nhấc được cái tay lên luôn anh em ạ. Nó vô lần nó bị cai cả. Ui rồi ôi anh em gì cả. Không hóa nổi luôn mà. Không nhấc được cái tay lên luôn ý. Chứ không phải nói đến hóa đâu. Nó không nhấc được cái tay của nó lên luôn ý. Xong rồi. Quá tuyệt vời luôn anh em. Trận đấu quá xuất sắc. Thế. Nói chung là đánh cực kỳ khéo léo. Đối thủ không phải là một cái đối thủ dễ nhằn nhá. Cực kỳ đáng gờm luôn. Cũng đổi ra đổi vào. Kinh phết đấy anh em ạ. Cào tờ cào tia các thứ sợ phết.
May mà tôi ông vua sinh tồn. Dã man. Ok, hy vọng là anh em Minh Quang sẽ thích video clip này. Anh em thấy hay hãy để lại tôi một like. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian, anh em có thể chọn clip bên trái. Lâu lắm rồi mới có một cái siêu phẩm dồn đồ cho một cái con 1 đô. Rất là hay. Thị vệ thường ngày anh em nhá. Thị vệ thường ngày làm co. Anh em cứ tin tôi, hay lắm. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải. Cũng là một cái trận đấu khác tôi hàng phục cái con Fallen Witcher 3 sao. Cực kỳ hay luôn. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc, cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.